Hello, xin chào tất cả mọi người. Hoa Hải Đường chính là cái tên bài hát mới của Jack. Vậy bạn tự hỏi rằng nó có ý nghĩa như thế nào mà Jack lại đặt tên bài hát mới của mình mang tên Hoa Hải Đường? Nên hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn ý nghĩa về cái tên Hoa Hải Đường. Tên của bài hát cũng chính là tên của một loài hoa mang tên Thu Hải Đường. Chắc chắn nhiều bạn sẽ nhầm lẫn với Hoa Hải Đường. Theo tên tiếng Anh, bài hát mới của Jack là Begonia Flower, được dịch là Hoa Thu Hải Đường. Vậy chúng ta cùng đi tìm hiểu rõ về ý nghĩa của loài hoa Thu Hải Đường này nhé. Có thể ý nghĩa của loài hoa này cũng tương tự như ý nghĩa bài hát của Jack, nên Jack mới đặt tên MV theo tên của loài hoa như vậy. Hoa Thu Hải Đường là loài hoa được phát hiện bởi nhà thực vật học đến từ Pháp. Ông có tên là Jacques Plamier. Ông đặt tên cho bông hoa theo tên chính trị. Hoa có nghĩa là nguy hiểm và thận trọng. Đó là một trong những ý nghĩa biểu tượng của Hoa Hải Đường. Hoa Thu Hải Đường là một loại cây trang trí và nó được sử dụng cho cả trang trí bên trong và bên ngoài. Nhưng có nhiều điều khác mà bạn nên biết nếu bạn có bông hoa này trong khu vườn của bạn hoặc có thể trong nhà của bạn. Hoa Thu Hải Đường có nguồn gốc từ Nam và Trung Mỹ, Đông Ấn Độ và Trung Quốc và các khu vực khác có khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới. Nó là một bông hoa lâu năm và ngày nay nó có thể được tìm thấy trên khắp thế giới. Bông hoa này có hình chén và có hơn 1.000 loài hoa Thu Hải Đường trên thế giới. Hoa Thu Hải Đường rất đặc trưng và khác biệt với tất cả các loại hoa khác. Nhiều bông hoa chỉ tượng trưng cho những điều tốt đẹp và cảm xúc tích cực, nhưng hoa Thu Hải Đường cũng có thể đại diện cho một cái gì đó xấu. Trước hết chúng tôi sẽ nói với bạn rằng hoa Thu Hải Đường thực sự có thể cảnh báo chúng ta về một mối nguy hiểm và bất hạnh đang chờ đợi chúng ta. Ngoài ra, chúng ta có thể tặng bông hoa này cho người bị tai nạn và cảm thấy không khỏe. Một ý nghĩa tiêu cực khác của hoa Thu Hải Đường có liên quan đến những suy nghĩ tiêu cực mà loài hoa này có thể tạo ra trong chúng ta. Trong nhiều nền văn hóa trên khắp thế giới, hoa Thu Hải Đường luôn được liên kết với một cái gì đó xấu. Tôi cũng đã nói rằng chúng có thể là một biểu tượng cảnh báo cũng như một biểu tượng của sự thận trọng. Nếu ai đó đi trên một chuyến đi, bạn có thể tặng một bông hoa Thu Hải Đường cho người đó. Trường hợp này, một bông hoa Thu Hải Đường sẽ cảnh báo người đó phải thận trọng. Hoa Thu Hải Đường có thể là một biểu tượng của lòng biết ơn. Nếu bạn muốn cảm ơn ai đó vì điều gì đó, cách tốt nhất là tặng người đó một bó hoa Thu Hải Đường. Ngoài ra, chúng tôi khuyên bạn nên tặng hoa này cho bất kỳ người nào mà bạn đánh giá cao và tôn trọng. Nếu bạn nghĩ rằng ai đó là một người tốt, thật tuyệt vời khi tặng một bông hoa Thu Hải Đường cho người đó. Bằng cách này bạn sẽ thể hiện tình yêu và tình cảm của mình với người đó và chúng tôi chắc chắn rằng mối quan hệ của bạn sẽ còn tốt hơn nữa. Một điều cũng quan trọng để nói rằng hoa Thu Hải Đường là biểu tượng của cá tính. Hoa này là duy nhất trong sự xuất hiện của nó là tốt. Nếu một số đặc điểm của bạn là duy nhất hoặc cá tính thì hoa Thu Hải Đường có thể là hoa phù hợp với bạn. Ngoài ra, hoa Thu Hải Đường được coi là biểu tượng của hòa bình và hòa hợp. Nếu bạn muốn có một cuộc giao tiếp tốt đẹp với ai đó, hơn cả hoa Thu Hải Đường có thể là một món quà tuyệt vời cho người đó. Loài hoa này là biểu tượng cho mối quan hệ hài hòa giữa hai người và chúng tôi chắc chắn rằng loài hoa này sẽ giúp bạn giao tiếp với ai đó tốt hơn. Hoa Thu Hải Đường cũng là một biểu tượng của cảm giác tội lỗi. Nếu bạn đã làm điều gì sai, bạn nên xin lỗi người đó và tặng cô ấy bông hoa xinh đẹp này như một món quà. Chúng tôi chắc chắn rằng người này sẽ tha thứ cho bạn bất cứ điều gì bạn đã làm với cô ấy. Hoa Thu Hải Đường cũng có thể được tìm thấy trong nhiều màu sắc khác nhau và chúng tôi sẽ giải thích cho bạn tính biểu tượng của tất cả chúng. Bằng cách này, bạn sẽ có thể hiểu ý nghĩa của nó khi bạn, ví dụ, lấy một cây Thu Hải Đường màu đỏ hoặc màu trắng làm quà tặng. Đỏ và hồng, lãng mạn và tình yêu. Vàng và vàng, giàu có, hạnh phúc và mãn nguyện. Trắng, ngây thơ trong sáng. Màu xanh và màu tím, nghệ thuật, sáng tạo và niềm đam mê. Tím, gia tộc giàu sang. Hoa Thu Hải Đường đỏ là biểu tượng của tình yêu và đam mê, tượng trưng cho những cảm xúc lãng mạn và tình yêu. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một bông hoa mà bạn sẽ tặng mẹ, chị gái hoặc một người bạn thì bạn nên chọn đến màu sắc nhé. Ngoài ra còn có hoa Thu Hải Đường màu hồng và biểu tượng của chúng rất giống với hoa màu đỏ. Thu Hải Đường màu hồng tượng trưng cho sự lãng mạn và tình yêu. Nếu bạn đang tìm kiếm một món quà mà bạn sẽ tặng cho đối tác của mình thì bạn nên chọn một bông hoa Thu Hải Đường màu hồng. Có thể là một món quà tuyệt vời cho ngày Valentine. Hoa Thu Hải Đường cũng có thể được tìm thấy trong một màu vàng. Loài hoa này thường là biểu tượng của sự giàu có và hạnh phúc. Nếu bạn có bông hoa này trong nhà, nó chắc chắn sẽ mang lại năng lượng tích cực trong đó. Thu Hải Đường màu vàng cũng có thể là một món quà tuyệt vời nếu bạn muốn làm cho ai đó hạnh phúc. Hoa Thu Hải Đường vàng có biểu tượng tương tự như màu vàng. Nó là biểu tượng của sự giàu có, thành công và hạnh phúc. Vì vậy nó là món quà lý tưởng cho một người mới bắt đầu với một doanh nghiệp mới. Nếu bạn đang tìm kiếm một bông hoa đại diện cho sự ngây thơ và tinh khiết thì chúng tôi khuyên bạn nên chọn một bông hoa Thu Hải Đường có màu trắng. Loài hoa này luôn có ý nghĩa tích cực và bạn có thể tặng nó cho bất cứ ai. Hoa Thu Hải Đường trắng cũng được coi là biểu tượng của tâm linh. Hoa Thu Hải Đường màu tím là biểu tượng của hoàng gia và quý tộc. Nó cũng có thể là một biểu tượng của năng lượng sáng tạo. Một bông hoa Thu Hải Đường màu tím là một món quà tốt đẹp cho một người mà chúng tôi đánh giá cao và tôn trọng. Hoa Thu Hải Đường màu xanh cũng được coi là biểu tượng của sự sáng tạo và niềm đam mê đối với một cái gì đó. Bạn có thể tặng bông hoa này cho ai đó sẽ có thể hiểu được tính biểu tượng của nó.
Nếu ai đó trong môi trường của bạn là một nghệ sĩ thì một bông hoa thu hải đường màu xanh có thể là một món quà lý tưởng cho người đó. Hoa thu hải đường đang bảo chúng ta thể hiện lòng biết ơn của mình với ai đó đã làm điều gì đó cho chúng ta. Bằng cách này, chúng ta sẽ thu hút năng lượng tích cực và rung động tốt trong cuộc sống của chúng ta. Cuối cùng, chúng ta có thể nói thông điệp bí mật mà loài hoa này mang đến cho chúng ta là gì? Thật ra, loài hoa này đang bảo chúng ta phải thận trọng trong từng khoảnh khắc vì chúng ta không bao giờ an toàn. Nếu các bạn thấy hay đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.